Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình lại có cái xe tham gia cuộc thi thử thách nè. Đầu tiên là xe đua địa hình. Wow, các xe đua địa hình có các trái banh. Wow, ở đó là cái gờ tăng tốc các bạn ơi. Ê, và đây là có cái gì đây? Ui, trời ơi, các hòn bi. Coi chừng. Cái đó mà nó quay nó tung trúng là cái xe mình bị hư luôn đó. Trời ơi, có cái trái banh và có hòn bi nữa. Ê, chạy từ từ thôi, quẹo qua đây. Rồi, qua rồi các bạn ơi. Hình, ui, nhưng mà tung vô đây rồi. Cẩn thận. Rồi, quẹo qua. Thành công rồi các bạn ơi. Ờ, vẫn còn nè. Cái này nó quay nó đánh trúng mình một cái rồi. Trời ơi, nó đánh trúng mình rồi. Hên quá, mình vẫn qua được rồi. Bây giờ mình phải quay lại. Coi chừng. Rồi, lùi lại rồi, thành công rồi, đi tiếp thôi. Đây là cái gờ tăng tốc này các bạn ơi. Rồi, vượt qua, thành công rồi. Coi chừng tung vô đây. Rồi, cái đây là một cái vật cản ngay giữa đường các bạn ơi. Và hai bên có hai cái vật cản nữa nè. Đó là cái trụ bê tông xi măng đó ơi. Và đây là có một con quay. Trời ơi, khó đi lắm các bạn ơi. Wow. Và đây là một cái gờ để mình bay lên chăng. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ui, thôi nó cao quá, mình phải lùi lại các bạn ơi. Mình lùi lại đây, mình lấy đà thôi. Mình phải nhờ cái gờ tăng tốc này thôi. Đây nè, ở đây có cái gờ tăng tốc. Đó, khi mà các bạn vô đây là nó sẽ tăng tốc độ rồi. Đi thôi. Rồi, chạy nhanh nào. 1, 2, 3. Nhảy qua. Cố lên, nhảy lên nào. Ui, ơi, nhảy lên. Wow, thành công rồi các bạn ơi. À, và đây là có cái cánh quạt gió. Cẩn thận, wow, nó đánh ngay được cái đầu mình luôn. Trời ơi, đánh ngay cái đít nữa các bạn ơi. Chết rồi, ui, coi chừng văng ra ngoài. Trời, hên quá các bạn ơi, nếu mà văng xuống dưới đất là bị thua nha. Chạy qua, rồi, qua được một cái. Wow, không được qua được cái thứ hai và rất là nhiều luôn. Cái này, rồi, coi chừng các bạn ơi. Rồi, ơi, xe mình bị văng ra ngoài rồi các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn vào đường đua còn rất là dài luôn mà xe mình đã bị văng ra ngoài rồi. Mình đang cố gắng cầm cự để bay vô lại nhưng mà chắc không thành công rồi, mình rơi xuống rồi các bạn ơi. Vậy là mình thất bại trong cuộc thi đầu tiên với xe đua địa hình rồi. Có lẽ là bây giờ mình phải nhảy ra ngoài xe thôi các bạn ơi. Xe của mình đang rơi xuống đất. Nếu mà mình để mình ngồi trong đây là mình sẽ rơi xuống đất rồi, sẽ đau lắm. Mình nhảy ra ngoài thôi. Nhảy ra nào. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bay tới chỗ đó lại nha. Mình chọn xe khác nha. Thế rồi, mình có một chiếc xe buýt các bạn ơi. Đấy, tung vô cái banh nào. Hy vọng là xe buýt sẽ vượt qua thành công nha các bạn nha. Ơi, ui, né qua. Ôi, thành công rồi, né qua. Ui, trời ơi, nó đánh mình rồi, xe buýt bị ngã. Thôi, phải đứng dậy thôi các bạn ơi. Cố gắng đứng dậy, không được bỏ cuộc. Ơi, lùi lại. Ôi, trời ơi, cái xe buýt dài quá, rất là khó đi cái đường này luôn các bạn ơi. Đó, việc hoành lại thôi. Rồi, hoành lại nào. Không biết có xe nào vượt qua được con đường tử thần này không. Đường này thử thách rất là khó đi luôn này các bạn ơi. Ê, chú qua, nhanh lên. Rồi, wow, thành công rồi, đã vượt qua được thử thách tiếp theo. Và đây, chạy nhanh. Rồi, thành công. Wow, đây là cái gờ tăng tốc, cẩn thận. Ôi, trời ơi, tung dữ như này nó luôn. Rồi, nó đánh mình. Trời ơi, các bạn ơi, nó đánh mình văng ra bên ngoài rồi. Rồi, vô đường lại đi. Oh my god, không kịp rồi các bạn ơi, lại rơi xuống rồi, giờ là thất bại rồi, mình phải về mình đổi xe khác nữa thôi. Đây rồi, có một chiếc xe siêu nhỏ các bạn ơi, nhưng mà xe này là xe đua địa hình siêu nhỏ. Đó, tuy nhỏ nhưng mà anh có vỏ chạy rất là nhanh nè. Ơi, chạy quá, rồi đó, rất là dễ dàng luôn. Quẹo qua, ôi trời ơi, có mấy cái bóng đó rất là khó đi luôn, nó cản đường mình, tại vì xe mình nhỏ quá. Ơi, rồi, quá rồi, thành công rồi. Đây các bạn ơi, đi đường này thôi. Nếu mà xe nào mà qua được mình sẽ thưởng nha. Ui, rồi tung vô cái gờ này rồi. Lùi lại. Ơi, quẹo qua đây thôi. Ôi, thành công rồi. Ơi, quẹo qua. Lại, ơi, cái gờ tăng tốc này. Có chân. Ui, trời ơi, hên quá các bạn ơi, xém nữa. Rồi, bây giờ mình bay lên nha. 1, 2, 3, chuẩn bị nào, chuẩn bay lên nào. Đó, các bạn ơi, hy vọng là sẽ vô trong được nha. Cố lên, rồi vượt qua cái cầu này luôn. Ây, wow, hên quá các bạn ơi, vô trong được rồi. Cứ vô trong là mừng rồi nha. Rồi, đi tiếp thôi. Ây, cố lên, có chân. Hên quá, qua rồi các bạn ơi. Phải vượt qua được các cái... không thành công. Rồi, nó lại đánh mình nữa rồi. Ê, có chân rơi xuống. Rồi, cũng bị tụt dốc luôn các bạn ơi, khó quá. Cái cánh quạt này khó qua quá các bạn ơi, không thành công rồi, và phải đổi xe khác thôi. Đây rồi các bạn ơi, mình có một chiếc xe này. Đây là xe siêu to khổng lồ đó, xe đó, xe này là xe bồn nha. Rồi bây giờ không biết là xe bồn có qua được thử thách này không, các bạn xem video tiếp nha.
Shit.